Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn về cách chỉnh hệ thống âm thanh trên xe Honda CR-V, Honda Civic, Honda Accord. Nó đều thiết kế cái giao diện màn hình giống nhau và chúng ta sẽ chỉnh giống nhau. Thường thì các bạn sẽ bị là thiếu chép, thiếu bass thì có thể các bạn tự chỉnh được. Nhưng một số bạn lại hỏi về tại sao mà phía trước nghe nó sẽ to hơn phía sau không nghe to. Thì chúng ta sẽ chỉnh lại, hoặc là bên trái bị nghe, bên phải nghe nhỏ, bên trái nghe lớn, vân vân. Đó. Thì chúng ta hôm nay sẽ chỉnh lại cái gọi là hệ thống âm thanh trên xe trước, sau, trái, phải. Chúng ta sẽ thực hiện vài bước thôi. Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi. Rồi, xin mời các bạn lên xe nha. Dạ rồi, đây là giao diện của màn hình trung tâm xe CR-V. Thì Civic các bạn cũng giống nhau các bạn. Bây giờ các bạn vào phần setting giúp dùm Khanh. Đây là phần setting. Các bạn vào phần audio nha. Đây, audio. Rồi, các bạn thấy phần sau mà. Đầu tiên nếu mà các bạn bị lệch nhiều thì các bạn nhấn chữ default giúp dùm Khanh. Thì nó sẽ trở về mặc định của nhà sản xuất. Các bạn nghe lại, cảm nhận lại coi âm thanh nó có được chuẩn như ban đầu chưa. Nếu chuẩn như ban đầu, chúng ta sẽ tiến hành chỉnh tiếp nha. Rồi, chúng ta vào tiếp phần audio. Khanh đang hướng dẫn các bạn là sau khi nhấn default rồi nha. Chúng ta vào phần sau. Đây, các bạn thấy không ạ? Tab đầu tiên, nó có 3 tab. Tab đầu tiên đó là bass treble. Đây, chúng ta muốn bass lên thì chúng ta tăng bass, tăng treble. Cái này là tùy theo cảm nhận âm thanh của mỗi bạn nha. Rồi, cái phần chính giữa, tab chính giữa đó là fader và ba lăng. Fader và ba lăng, cái này rất là quan trọng. Các bạn thấy chữ fader không ạ? Đây, fader sẽ cho các bạn nghe phía trước hay là phía sau nhiều hơn. Thì bây giờ nó đang ở chính giữa. Các bạn muốn nghe phía trước nhiều hơn thì chúng ta sẽ chỉnh qua bên phải. Các bạn muốn nghe phía sau nhiều hơn thì chúng ta sẽ chuyển qua bên trái. Đây, thường đối với những cái xe CR-V và Civic á, thì đa số các bạn bị nghe âm thanh là phía trước sẽ được tập trung nhiều hơn, được ưu tiên, ưu ái nhiều hơn. Ở phía sau sẽ không nghe âm thanh nó ấm bằng và nhiều bằng. Thì các bạn sẽ chỉnh giúp dùm Khanh chuyển qua bên trái. Bên trái nhiều hơn thì cái phần phía sau sẽ nghe nhiều hơn bạn á. Rồi, cái phần ba lăng này thì các bạn sẽ chỉnh là cho bên trái và bên phải. Thì ba lăng này các bạn nên để chế độ chính giữa, để cho chiếc xe của chúng ta nghe cân bằng hơn bên trái và bên phải. Nếu các bạn bị lệch qua trái, tức là âm thanh bên trái nó sẽ nghe lớn hơn bên phải. Các bạn nên chỉnh chính giữa thôi, chúng ta chỉ nên chỉnh cái phần fader. Rồi. Còn cái phần SVC, đây là hệ thống, nó sẽ tạo ra một cái gọi là sóng cân bằng. Sóng cân bằng với nó sẽ triệt tiêu về phần là tiếng ồn bên ngoài. Các bạn cũng đừng quan tâm đến nó. Sau đó chúng ta sẽ nhấn OK, bấm OK tiếp. Thì các bạn hãy cùng cảm nhận lại cái hệ thống âm thanh là sau khi chúng ta chỉnh coi nó có đỡ lệch không, nó có cân bằng chưa, có đủ chưa. Rồi, thì trên đây Khanh đã hướng dẫn cho các bạn chỉnh lại hệ thống âm thanh trên xe CR-V, Civic, Accord. Thì ba loại này xài giao diện màn hình chỉnh giống nhau. Còn những bạn xài City, Civic 1.8 2018 hoặc là Civic 1.8e 2019 thì Khanh sẽ có một cái video clip hướng dẫn sau. HR-V cũng vậy, nó cũng có một cái cách chỉnh khác nhau. Thì các bạn cảm thấy yêu thích video, các bạn nhấn nút đăng ký phía dưới bên phải màn hình, coi như một cách ủng hộ Khanh. Các bạn hỏi về thông tin xe mới, chương trình khuyến mãi, các bạn gọi điện trước cho Khanh theo số điện thoại 0996 77 3366 thì Khanh sẽ giải đáp các chương trình mua xe, cũng giống như vay ngân hàng tùy theo nhu cầu của mỗi bạn trước khi đến đại lý của Khanh ở Honda quận 7 Phú Mỹ Hưng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.